Mọi người mua hàng thì Luân sẽ có thêm bánh cơm nhá. Luân đi bằng mô tả. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bán hàng 700 luôn. Vâng, xin cảm ơn anh em nhá. Ôi, Dương đang làm gì đấy? Tao đang đi kiếm ông già Noel mày. Kiếm ông già Noel làm gì? Tao thấy bọn nó thông báo được đồ quà được còn được 3 sao này mày. Ngon chưa? À, ông già Noel chưa? Ông già Noel này đã thấy cho bọn nó nhận được link. À, thì ra thằng Dương thì đang tìm ông già Noel lấy hộp quà nha anh em. Thì hiện tại rất là đông người mới lấy hộp quà. Thì mình thấy hộp quà mở có người được 10 ngọc nè, có người được 3 sao, có được phím giá, có người được 5-6 triệu vàng nữa, rất là ngon. Hôm nay mình sẽ thử mở 50 hộp quà cho anh em xem nhá. Dương thì nó đếm mở được hộp nào đâu, nhìn là biết rồi, nhìn mặt ngáo quá nè. Ok. Ok, chào anh em, trước màn mình là 3 hộp quà Giáng sinh, thì hôm nay mình sẽ mở ok 5 sao cộng 18k vàng. Tiếp tục hộp quà thứ hai sẽ được gì đây? Được gì đây? Trời ơi, phim giá. Ôi, lá titan, tiếp tục thôi, mở một lần được 2 món nha anh em. Kẹo Giáng sinh, tờ heo, kẹo Giáng sinh với 5 sao. Ok, giờ tôi lựa chọn anh em, thì hôm nay mình sẽ làm một clip, tức là mở 50 hộp quà nha. Mở 50 hộp quà Giáng sinh. Đây là cái thứ 6 nha. Đây là 3 hộp thứ 6, mỗi lần chỉ mở được 3 hộp thôi nha anh em. 3 hộp về gương, 3 hộp nữa. Đây tiếp tục Titan, what the hell. 2 ngọc. Mình sẽ tìm ra một cái phim giá hoặc là một cái 5 triệu vàng, cái 10 ngọc gì cho lên thông báo. Anh em có thấy là có người thông báo nhận được 3 triệu 7 vàng kìa. Ok, giờ mình sẽ làm clip mở 50 hộp quà nha. Cùng xem với mình nha. Giờ mình sẽ đi mua tất đây. Anh em cần mua hộp quà thì cần có tắc nha. Tắc này thì anh em có thể mua ở cửa hàng với giá 5 ngọc hoặc là anh em đánh quái gơi nha. Nhưng mà mình thì không có đánh quái nên mình biết mua ở cửa hàng. Và chi phí clip này mình phải tốn đó chính là 250 ngọc nha. 250 ngọc là 150 cái tắc. 50 cái tắc thì mình sẽ mở được cái gì của anh em cùng xem với mình nha. Thì chắc là clip này phải tốn thời gian rất là dài, tại vì mình phải tìm ông già Noel, tại vì tụi nó rất là chi tìm ông già Noel rất kinh khủng. Hiện tại mình đang có 10 tắc rồi, ok. Ông già Noel đâu? Đây, tiếp tục là cái hộp thứ 7 nha. Tiếp tục cái hộp thứ 7. Ok, sao pha lê phản sát thương. Ôi, 15k vàng, what the hell. Tiếp tục, á thạch anh tím, găng tay. Ồ, không, 2 ngọc chứ. Tiếp tục, 3 ngọc. Kẹo Giáng sinh, ôi, xui thế nhờ. Không có gà phim giá nè em ơi. Tiếp tục thôi. Ở trong gương mình còn 3 hộp nè. Mỗi lần thì đây là hộp thứ 10 nha. Hộp thứ 10. Hộp thứ 10 được gì đây? Sao pha lê, 6 sao. Hộp thứ 11. Ồ, cần ít nhất là hai gương trống nha. Hai gương trống thì mình sẽ có mở mấy này vô. Đây mình nó gơi lầu đinh tinh anh em nhỉ. Mình thấy thông báo nhiều nhưng mà gơi toàn tụi cùi. Hộp tích 12, kẹo Giáng sinh. Ờ không, 22k vàng. Ôi. Toàn cùi không anh em ơi. Có thằng mở được 9 triệu 6 vàng cần nhưng mình đéo mở được. Đây là hộp thứ 12 nha. Đây là hộp thứ 13. 13. Đây, 13 sẽ được ở trên 9 gặp phải công kẹo Giáng sinh. Hộp thứ 14 sẽ là kẹo Giáng sinh. Và
tiếp tục mình sẽ mua kẹo Giáng sinh. Vậy với tất Giáng sinh mình mua, và mua một lần chỉ được 10 cái là mát nha, 10 cái là mát không mua được nha. Bởi vì anh em nào đánh quái cũng đi 10 cái thôi. Nó rất là khôn khi nó đẩy 10 cái. Tiếp tục là hộp thứ 31 được kẹo Giáng sinh nữa rồi, sao vào lấy hút máu. Tiếp tục là hộp thứ 32 nha, sao vào lấy tiềm năng sức mạnh 64 ca vàng. Tiếp tục hộp thứ 33 kẹo Giáng sinh, quần Ruby lỏng đá Ruby, quá cùi anh em à. Tiếp tục hộp thứ 34 thôi, 4 ngọc, ừ cũng được, nhưng mà nó không chưa lên hiển thông báo 2k vàng ư, rất là cười nha. Ngọc cộng 6 sao, hộp này sẽ được phim giá ôi, còn ít nhất 2 ô trống anh em à. Ai đây nó cho nhau rồi, có khi mình thấy thông báo rất là nhiều nhưng mà mình mở 50 hộp vẫn chưa gơi nha, đáng buồn nha. Hộp thứ 36 rồi đó anh em à, hộp thứ 36 mà vẫn không gơi cái gì, nó toàn gơi đã Ruby cái kiểu thì chết rồi. 36 hộp mình đã chơi qua rồi anh em à, và tiếp tục mình phải đi mua gì với tất nữa rồi. 36 hộp chơi ra thì mình chỉ còn 14 hộp nữa thôi. 14 hộp nữa mình sẽ chấm dứt cái cuộc chơi, chính là mở 50 hộp. Tiếp tục hộp thứ 37, 38, 39 nha. Giờ mình về nhà mở một lần luôn. 36 cộng cho 6 là 42, giờ mình nếu mình mở hết cái 6 hộp này mình sẽ được 42 hộp. Ok, mở nào. 100, 68 cái vàng. Ủa, trời ơi, tưởng đâu 1 triệu 6 chứ. Cái gì đây, cái gì đây, 6 ngọc. Ôi, 6 ngọc không lên thông báo à, có lên thông báo không nhờ? Không, có thằng mở được 5 triệu 2 vàng kìa, mình đéo lên được luôn nhờ. Ok, và 39 hộp chơi qua, tiếp tục 3 hộp đến là lên 42 hộp. 17k vàng, what the hell, 17k vàng chơi qua, và đá titan chơi qua, lặng lẽ ra đi luôn. Có thằng đây ơi, có thằng mở được 3 sao kìa anh em à, má ơi, mình muốn ngọc 3 sao quá. Ok, 48 hộp chơi qua mình đã không được cái gì cả, toàn những đồ nghĩa là cụ bắp. Giờ tiếp tục mình sẽ mua 10 cái tất Giáng sinh nữa là mình còn hết ngọc nhé. Mình sẽ còn 6 mấy ngọc đấy, mình đã được 6 cái rồi, mình mua 10 cái nữa là hết, là dừng clip luôn, là 10 cái nữa là coi 6 x 5 30. Hộp nãy giờ mình mở được, ủa 6 x 5 30 mà mình tính nha, 6 x 5 30, 6 x 6 36, 42 hộp mình đã mở được, 42 hộp rồi, còn 8 hộp nữa. Ok, sao phải lên xin trưởng, what the hell, 11 ca vàng. Ok, 45 hộp trôi qua. Ôi nhặt ôi hay lắm anh em à, bét con mẹ nó rồi, cá ếch kinh con mẹ nó rồi, kết kinh thật. 46 hộp nha, hộp này là 46 hết, hộp này 46 nha, 46 hộp trôi qua. Ok, buồn luôn, ở gương mình còn 3 hộp nữa là 49 hộp, là còn 4 hộp nữa là mình sẽ chấm dứt cái cuộc chơi 50 hộp này. Buồn anh em nhỉ, không được cái gì hết chân nhỉ. Ok xin mày mở gì mày mở luôn đi, tao nghĩ nói luôn, giờ tao khâu lại với mày luôn. 99 ca vàng nào, phim giá đi, phim giá đi mà, tao xin mày đấy. Ôi quýt đồ phát còn một. Ok, và mình đã mở được 49 cái hộp quà rồi, và mình còn hiện tại là một cái tắc cuối cùng, giờ mình sẽ kiếm một cái học quà cuối cùng để mở cho anh em cùng biết cái cuối cùng nó sẽ gây được cái gì cuối cùng, mà không biết cuối cùng là ok, cuối cùng nó sẽ là phim giá hay là cái gì nhờ, đi cơ mà nó mà không gây là chết luôn đấy. 49 hộp trôi qua, giờ mình sẽ tìm một hộp cuối cùng nhá. Buồn anh em à, rất là buồn. Đây mình sẽ bán bỏ một ít Chevrolet, bỏ những thứ mình đã mở được, những thứ vụn vỡ này. Ok, học quà cuối cùng, ok, học quà cuối cùng nó mở được rồi. Phim giam nha, 5k vàng, kẹo Giáng sinh, ok, rất là buồn anh em ơi. Và mình đã xong clip mở 50 học quà rồi. Thì này cũng đã mở xong rồi, ok. Ok, ba anh em, cảm ơn em đã xem clip video của mình. Nhìn như thế này, hãy lại like một cái kênh giúp mình nha, mình là Nở Tình.